Chào mừng các bạn. Chúng ta cùng phân tích cái thị trường chứng khoán phát sinh cho tuần mới. Thì kết cái tuần vừa rồi mình cái total giao dịch của mình là cũng win, tuy nhiên là có một phiên hôm qua là phiên ngày cuối tuần không dự ý, có nghĩa là bị lỗ. Tất nhiên là tỷ lệ đi vốn nó ít nên lỗ cũng không có nhiều tí thôi, nhưng mà mình đã ăn được cái cây sót từ đây, từ vùng 117, và buổi cây sót thứ hai là từ 110 xuống dưới cái vùng tám mấy đó, mà ăn được hai cây sót là có cái tỷ lệ này tương đối to. Tuy nhiên ta sẽ cùng phân tích để chúng ta rút cái kinh nghiệm cho cái phiên này thứ sáu, và chúng ta sẽ cùng dự đoán cho cái tuần mới. Thì đầu tiên nhất á, ở đây mình hôm thứ năm là mình đã hôm thứ năm mình đã sót ở cái cây này này, và sau đó chốt ở những cái vùng ở dưới này, và sau đó mình có mình chốt lại mình chốt ở cái vùng này, chốt vùng này, sau đó có sọt lại ở cái vùng này, sọt lại ở vùng này à, thì và cái vùng này nó gãy trên, các bạn nhìn thấy rồi, nó gãy trên. Thì tại sao như vậy? Tại vì chúng ta nhìn nha, đầu tiên nhất là sáng thứ tháng thứ năm nó có cái gáp lên đây nhưng mà đóng đến sáu, thì mình và trước đấy thì mình có cái lệnh short ở chỗ này cùng lại này. Ngày thứ tư là mình có cái lệnh short ở chỗ này. Đầu tiên là mình short ở chỗ này này, đầu tiên là mình short ở chỗ này, thứ tư mình short chỗ đó, nhưng mà mình phải cắt lỗ khi bước lên đây là mình cắt liền luôn. Khi nó bước ở trên lên đây là tỷ lệ tiền mặt á, bước lên là mình cắt liền, cắt toàn bộ liền đây. Và sau đó mình bị sọt lại ở cái sót lại ở cái đây à, sót lại ở cái cây đây, và nó gãy trên này, và nhìn thấy nó gãy trên này à, thì này ai ở trong group là đều biết rồi, gãy trên này và chốt lại ở vùng này, là chốt tích ở dưới này luôn á, trên bảy trên sáu luôn đó. Đây là phiên này thứ tư đó, phiên này thứ tư và sót ở đó. Đó thì cái quan trọng nhất của mình đấy, nó chính là khi chúng thua chúng ta mất rất ít, nhưng mà khi chúng ta được chúng ta sẽ được nhiều, và chúng ta được là chúng ta được all in, có nghĩa chúng ta đánh full, chúng ta có cái tỷ lệ lãi lớn. Thì bạn nhìn thấy ở đây, đầu tiên nhất là chúng ta có cái cản ở đây đúng không? Thì những ai mà học mình ấy, thì biết là mình nói rất là rõ là gì, giá mà gặp đỉnh ấy, mà nếu không vượt được đỉnh ấy, thì 99,99% là rớt, nó chỉ đâu đấy có khoảng 1% đi ngang thôi, nó có không mấy không phẩy không mấy phần trăm đi ngang thôi, nhưng mà xác suất đi ngang thì nó sẽ không có nhiều. Thì bạn nhìn thấy đây, đây là gì, đây là gặp đỉnh này, nhưng bắt đầu gì ở đây gặp đỉnh ở đây, nhưng mà bước lên thì mình cắt, nhưng mà mình không có lon ở đây, mình không có sót, mình không có lon ở đây, tại vì những vùng này nó gần cạn rồi, và mình gì mình tìm điểm sót, thì khi đó đóng gặp đảo chiều đây mình sót luôn. Đó là cách của mình rồi. Thế cái lệnh sót ở đây thì sao, mà mình cũng không có lon luôn, mình chốt mình nghỉ mình cũng không lon nữa, mình cái lệnh lon đây thì sao, cái lệnh sót đây cũng tương tự. Các bạn nhìn thấy nguyên một cái vùng này, nó chính là gì, cạn ở trên. Ở trên tất nhiên mình cũng có mình quan sát cả cả đồ thị ngày nữa, lát mình phân tích cho bạn. Thì ở đây nó sẽ đấm đến này một phát là mình chót luôn đó, tại vì nó đã lên giá, nó đã lên những cái ngưỡng mà mình cho rằng nó có sự điều chỉnh, có sự giảm là hợp lý. Thì ở đây chúng ta nhìn thấy ở trên cái khung thời gian lớn, bỏ này đi nha, này nó như thế này, nếu mà chúng ta nhìn ở đồ thị đầu tiên như là bạn nhìn đồ thị ngày, bạn nhìn thấy là gì, giá nó đã lên ở đâu đấy những cái vùng này, mà nó đã có những cái pha xuống này, hay có những cái pha xuống gãy ha, có những cái pha xuống này gãy trên này à, trên gặp cạn đầu đi xuống gãy trên, thì ở đây nó là pha giảm thôi, thì nó có nghĩa là cái pha này này, tôi thử để mình kể lại cho chúng ta nhìn và hiểu đơn giản này, là đây là pha gãy trên à, nó đã gãy trên rồi, thì khi mà ông này xuống á thì mình cho rằng là cái ông này sẽ là hồi, cái ông này sẽ là hồi, cái này video trước mình có nói đúng không, và ông này sẽ giảm tiếp đó, à, nó như vậy đấy, cái bản của mình như vậy à. Bản của mình như vậy rồi, mình qua cái khung nhỏ hơn.
Đó thì bạn nhìn khung 1 giờ nó gãy mà ta nhìn thấy rất là rõ. Hôm mình có nói gì, cái video trước mình có nói đúng không, mình có nói là gì, giá nó đã gãy trend rồi đúng không, nó gãy trend như thế này thì sao ạ? Hôm trước mình cũng có sọt ở cái cây này nè, có sọt ở cây này nè. Tại sao thì các bạn hiểu rồi, ở đây xét về nhịp của thị trường, xét về sóng thì mình đánh giá đây là gì, đây là sóng chủ này, và pha này hồi, cái pha hồi này nè được gọi là sóng gì, sóng hồi thôi, sóng hồi thôi. Đấy, cái pha này được gọi là sóng hồi thôi, có nghĩa là xu hướng xuống là xu hướng có đáy sâu thấp hơn đáy trước và đỉnh sâu thấp hơn đỉnh trước. Thì cái đáy sâu này nè, khi khi mà cái pha xuống này nó xuống thì cái đáy sâu này nó đã thấp hơn cái đáy này rồi, chúng ta sẽ có này đây, đúng rồi đây, đây. Đó. Và nó thủng cái vùng này rồi nó thủng luôn cái vùng này nữa, vùng này nữa, thậm chí nó còn thủng luôn cả cái vùng này nữa, có nhìn thấy đúng không? Rồi. Có nghĩa rằng có rất là nhiều hỗ trợ nó đã thủng luôn rồi. Thì sao? Thì cái pha xuống này nè, mình đánh giá ra mà gãy trend rồi, thì cái pha này hồi thôi và này sống chủ, nên mình tìm cái nhịp để mình short, thay vì mình lo là mình sẽ quýnh, mình đánh giá là cái pha nào sẽ là pha chính để mình gì, để mình đánh, chứ mình sẽ không có đánh ngược xu hướng, gần như mình sẽ không đánh ngược xu hướng mà mình đánh chủ yếu là cùng xu hướng, mình đánh giá ở xu hướng chính mình đánh thôi. Đấy là lý do mà mình short được ở những vùng này. Đó, đây là hồi mà mình đánh giá, đây là hồi mà. Nếu những bạn mà xem cái video trước của mình nữa thì mình có nói là cái cách mà mình xác định cái xu hướng để mình vào lệnh đó, thì đây là hồi đúng không? Mình đánh giá cái nhịp này là hồi đó, hồi trong cái pha giảm kia, mình đánh giá cái nhịp này là hồi trong cái pha giảm này này đó, pha giảm này thì pha giảm này là chủ thì nó đi như này, có thể giá nhịp này nó sẽ đi như thế này. Bạn nhìn này, có thể cái giá nhịp này nó sẽ đi như này này, nó đi như này này. Tất nhiên còn còn nữa, mình chưa nghĩ là chưa hết đâu. Mình nghĩ rằng giá nó sẽ đi. Thế thì bây giờ này, nên là mình short ở những cái vùng này. Đó, mình short ở những vùng này, short ở vùng này. Đó. Thế thì cái xu hướng tiếp theo nó sẽ như nào? Thì ngày hôm qua đó, mình khi mà mình thấy nó rớt, mình short, nhưng mà thực ra là ở cái vùng này đúng ra là chúng ta sẽ phải chờ nó hồi, xong rồi nó test lại nó rớt. Nếu short ở cái chỗ này thì hay nhất này, mình short ở cái, nếu mà short ở chỗ này là hay nhất. Tuy nhiên là mình đã vào cái lệnh không được tốt lắm, như là mình vào lệnh không tốt đó, dẫn đến là gì, đến là phải mình short ở cái vùng này, mình buộc phải cắt thì nó bứt lên mình cắt, nó là một cái sai và mình cần phải điều tiết ngay. Và sau đó thì có short đuổi ở đây mà tiền mặt, nhưng mà sau đó dập lên thì đương nhiên phải cắt luôn, vấn đề là chỗ này. Hai lệnh ngày thứ sáu không ok lắm, tất nhiên mất có tí xíu thôi, không điều so với những cái lệnh mặt lại rất to đây, nhưng mà có điều là đây là một cái khiếm khuyết cần phải xử lý, cần phải khắc phục ngay đối với mình, bản thân mình phải khắc phục đó. Thì đây, thế thì bây giờ này, cái xu hướng tiếp theo nó sẽ như thế nào? Cái xu hướng tiếp theo các bạn nhìn thấy này, đối với mình nha, đây là cái vùng giá mà nó đã bước lên, và nếu chúng ta nhìn kỹ chúng ta sẽ thấy rằng ở đây nó có một cái gap. Ở đây có một gap này, đó, một gap nằm ngay chỗ này. Nó gap ngay đây, chính là chỗ này này. Thì cái vùng này là vùng giá cực kỳ quan trọng. Mình cho rằng vùng giá này là vùng giá quan trọng. Nếu chúng ta có thể mở khung ngày, chúng ta xem thử xem như nào. Đây, cái gap nằm như đây. Đấy, cái gáp nằm như đây. Gáp nằm như đây. Đó. Nằm như đây. Thì và vừa rồi nó thoát trend ở đâu? Thoát trend ở cái vùng này.
bước lên đây và đâu đấy ở những vùng này là một cái gap. Nhìn này chúng ta sẽ thấy này, và đây là những cái lực bán rất là mạnh. Thì chúng ta nhìn thị trường cả VN30 cả rồi nó cũng chỉ như thế thôi, chúng ta có thể nhìn qua VN30 cũng thế. Lực bán để trên rất là mạnh. Thực ra thì không cần, các bạn cũng không cần phân tích VN30 đâu, tại vì các biểu đồ nó đồng pha với nhau hết, nó không có nghịch pha đâu, nên là chúng ta index VN30 và cả gì và sinh nó sẽ đều đi với nhau, đồng pha với nhau hết. Đó. Lực bán rất mạnh, hồi lên rớt thì ba cái cây này này, ba cái này nằm trong cái mô hình là ba tăng ba giảm, có nghĩa là gì, giá nó xuống xong ba cái này nằm trong cái thân cây này xong nó rớt xuống một lần nữa thì cho thấy là xu hướng giảm còn tiếp diễn, thì mình cho rằng ở chỗ này cũng tương tự. Thì chỗ này thì sao, mình cho rằng giá nó sẽ về đâu đó những vùng 1055 đấy, 1055 hoặc là gì 1050, thì chúng ta qua cái khung thời gian 1 giờ đây, khung thời gian 1 giờ thì nó gãy như thế này mà. Gãy hết rồi đúng không? Mà đây hồi lên rớt. Thì cái đúng. Cái nhịp này nó xuống tới đây nó lên. Tuy nhiên nếu các bạn nhìn kỹ, bỏ luôn cả cái này đi, chúng ta dễ nhìn. Rồi, giá nó đã lên những vùng này, ok. Thì các bạn có thấy một điều gì? Cái đáy này nó bạn đang gì thấp hơn đây này, và cái đỉnh này nó bạn đang thấp hơn đỉnh này đó. Đối với mình khi mình phân tích thì cái râu cực kỳ có giá trị nha, cái râu nến cực kỳ có giá trị, nên thường nên là mình sẽ không bao giờ bỏ cái bóng nến cả, cái bóng nến vẫn là được tính trong cái trend. Thì hiện tại cái sóng này đây chúng ta nhìn, thì cái sóng này vẫn là sóng chủ này, cái sóng này vẫn là sóng chủ, sóng này sóng chủ, sóng này sóng hồi, và sóng này vẫn là sóng chủ, và hiện tại nó đang có khả năng hồi, có khả năng hồi thôi nha, đang hồi, đó là sóng này đang hồi. Thế thì trong cái nguyên lý mà phân tích của mình luôn luôn nhìn cái sóng trước đó và cái sóng hiện tại để mình đánh giá cái xu hướng, và mình đánh giá một cái nữa đó chính là xu hướng tổng thể nó sẽ như thế nào. Thì trong phái sinh thì nó ngắn thôi mà, mình sẽ đánh giá xu hướng trên khung H1. Thì đầu tiên nhất, cái xu hướng trước đó là xu hướng giảm, đây là giảm rồi này, và cái xu hướng hiện tại là xu hướng gì, xu hiện tại vẫn đang là xu hướng hồi, và total toàn cái xu hướng, là total của cái xu hướng này, ồ thôi không biết hãy dùng cái đây hay không, total của toàn cái xu hướng này vẫn đang là gì, của nguyên cái cụm này thôi, total của nguyên cái cụm này thôi, thì nó vẫn đang là gì, đang là sóng giảm. Đó. Tại sao total của cụm này vẫn đang sóng giảm, tại vì các bạn nhìn thấy nè, đáy này vẫn đang thấp hơn đáy này, và cái hồi này này chúng ta đang có cái đỉnh ở trên này, đỉnh trên này đó, thì cái hồi này nó vẫn đang hồi thôi, cho cái gì, cho cái xu hướng giảm này đúng không, cho xu hướng giảm này thì cái này vẫn đang là hồi thôi. Thì cái nhịp này này, cái xu hướng chủ đạo của ta vẫn là gì, xu hướng chủ đạo của ta vẫn là giảm, và mình vẫn ưu tiên đánh short cho xu hướng tiếp theo, và mình vẫn đánh giá rằng cái nhịp hồi này nếu mà cao nó thể hồi về cái trend này, và nếu là gọi là cao nhé, nhưng mà mình nghĩ rằng nó sẽ còn một, mình phân tích theo mình phân tích nó sẽ còn một pha giảm nữa.
có thể cái pha giảm đấy nó về tới cái vùng dưới này, chính là cái vùng mà nó đã đi lên, nó có thể đâu đấy là 1044, có nghĩa là cái target của cái pha giảm tiếp theo có thể về đâu đấy ở 1044 hoặc 1050, thì đâu đó những cái vùng mà chúng ta đã... Tất nhiên cái pha giảm này nó phụ thuộc rất lớn vào gì, phụ thuộc rất lớn vào cái pha hồi này này. Nếu cái pha hồi này mà nó cao, nó mạnh thì cái pha giảm này nó sẽ gì, nó sẽ được rút ngắn lại, nó có thể được rút ngắn lại, nó gọi là gì, quy luật bù trừ, bù trừ biên độ, bù trừ biên độ. Tuy nhiên mình nghĩ rằng, mình đánh giá rằng cái pha giảm này cũng khó, cái pha hồi này nó khó để mà hồi mạnh. Tất nhiên mọi thứ vẫn là gì, nằm trong kịch bản phân tích rồi. Và cái xu hướng chính để mà mình tìm kiếm được cái lợi nhuận cho ngày kịp tới, mình vẫn nghĩ rằng đấy chính là xu hướng short mà lợi nhuận lớn, và mình vẫn tập trung vào gì, chủ yếu vào gì, vào cái pha gì, cái sóng chủ sắp tới. Có nghĩa là mình sẽ đi vào cái xu hướng chính mà mình phân tích, mình giao dịch, chứ mình sẽ thường sẽ không đánh ở xu hướng ngược. Nếu mình có đánh ở xu hướng ngược đi chăng nữa thì cái tỷ lệ đi vốn của mình sẽ rất ít. Tuy nhiên khi đã vào xu hướng chính thì mình sẽ đánh all in và full. Thì đây là toàn bộ cái video của tuần mới. Chúc mọi người giao dịch hiệu quả, và nếu cảm thấy hay có giá trị mọi người like, subscribe kênh, và mọi người cũng có thể gì, nếu có thắc mắc mọi người có thể comment bên dưới để mình có thể ở video sau mình có thể trả lời các câu hỏi của các bạn. Chúc mọi người tuần mới giao dịch hiệu quả. Xin chào cả nhà.